Vốn chỉ là một học sinh gương mẫu và được học bổng, Vương Vân Ngọc được tuyển thẳng vào đại học và được năm trường nhận học, bao gồm Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Công nghệ Trung Quốc và Đại học Phú Điền. Cuối cùng anh ấy chọn trường Đại học Thanh Hoa. Anh cũng từng đạt sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cũng như nhiều học bổng. Vào năm 1996, Vương Vân Ngọc được tuyển thẳng vào trường Đại học Thanh Hoa để theo học tiến sĩ. Một tài năng như thế của trường Thanh Hoa với thành tích học tập xuất sắc đã bị cầm tù hơn 8 năm. Ký ức cuộc đời của nghiên cứu sinh tiến sĩ trường Đại học Thanh Hoa. Vân Ngọc, anh bị tù bao nhiêu năm vậy? Thực ra là 8 năm, 6 tháng và 8 ngày. Dù ban đầu họ kết án tôi 8 năm, nhưng họ đã thất bại khi theo đuổi việc bỏ tù bất hợp pháp này. Họ kéo dài thời gian giam giữ tôi. Trải nghiệm suốt khoảng thời gian đó, có phải là không thể nào quên được phải không? Có thể nói rằng, trong suốt 8 năm rưỡi bị giam cầm bất công vào những ngày bị bức hại tàn bạo, thì một ngày dài như một năm vậy, mỗi ngày trôi qua đều in khắc lại trong tôi. Vâng, vì thời gian có giới hạn, nên tôi chỉ kể chị nghe trải nghiệm điển hình thôi. Nơi tôi bị giam giữ đầu tiên là Trung tâm Giáo dục Pháp luật. Trung tâm Giáo dục Pháp luật, một cái tên khá lạ lẫm với nhiều người, nghe rất mập mờ. Vậy thực chất là gì? Tôi nghĩ ai cũng biết, những trại lao động Trung Quốc rất khét tiếng, là nơi mà nhiều người tốt đã bị bắt giam và bức hại, thậm chí bị giết, bây giờ đã bị dẹp rồi. Tuy nhiên chúng vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Ý là những trại lao động phải không? Vâng, nhưng thay vào đó dưới hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái khác còn tàn bạo hơn và chuyển thành trung tâm giam giữ, được gọi là Trung tâm Giáo dục Pháp luật, được tạo ra để bức hại người, đòi công lý và những học viên Pháp Luân Công lương thiện. Ở một số địa phương, nó được gọi là trung tâm tẩy não. Những cơ sở đó hoàn toàn tách biệt khỏi pháp luật và hệ thống. Vì vậy, nó mới có thể tùy tiện bức hại những người bị bắt giam như là người dân Trung Quốc, và thậm chí còn tước đoạn mạng sống của họ. Ngoài ra, không có giới hạn về thời gian, nó còn được gọi với cái tên trung tâm tẩy não ở một vài địa phương. Chúng rất dễ dàng tước đoạt mạng sống của những con người ngay thẳng. Họ thậm chí chẳng cần phải chịu trách nhiệm vì trong pháp luật không có chức vụ đó. Vì vậy đó còn hắc ám hơn những nhà lao hắc ám. Ở đó anh có bị chịu hình thức bức hại nào không? Đúng ra một nơi làm việc với cái tên như vậy phải thể hiện công lý pháp luật. Tuy thế, nó được bao bọc với lớp vỏ hợp pháp như vậy. Những gì mà họ làm trong đó là những mánh khóe tàn bạo. Khi tôi bị giam ở đây, tôi đã bị cho sóc điện cực kỳ dã man. Trong 11 giờ đồng hồ, tôi vẫn nhớ cái ngày đêm 12 tháng 8 năm 2002. Họ bắt cóc và chở tôi đến một nơi bí mật. Họ không cho tôi nhìn thấy được gì xung quanh. Tôi nhớ đó là một căn phòng trên tầng của một tòa nhà. Khi tôi bị nhốt trong đó, có 5 hoặc 6 người đã đến. Họ đạp cửa mở tung, rất hung tợn. Họ xông tới tôi, túm lấy tay tôi và dốc ngược lên đằng sau lưng và ấn đầu tôi xuống sàn. Họ dùng hết sức ấn đầu tôi xuống đến nỗi chân tôi gần như nhấc khỏi mặt đất. Sau đó họ đẩy tôi vào một ngôi nhà cấp 4 ngoài tòa nhà. Sau đó tôi biết đó là một nơi đặc biệt để tra tấn, bởi vì đó là nơi không ai nghe được tiếng gào thét của người bị tra tấn.
Tôi đã trải qua nhiều trận đánh đập dã man ở đó. Ban đầu họ nhảy vào để đánh vào đầu tôi bằng khuỷu tay. Ngay sau đó tôi bị ngất đi. Tên cầm đầu nói rằng không thể ép cung như vậy được. Nếu giết chết tôi, họ sẽ không lấy được lời nhận tội. Vậy làm gì đây? Hãy thử cách khác xem sao. Đi lấy dùi cui sóc điện của tao ra đây. Chúng đem ra một bó dùi cui sóc điện. Bao nhiêu cái thì tôi quên rồi. Họ đem những cây dùi cui đã sạc pin này đặt trực tiếp lên cổ tôi. 5 hay 6 người gì đó túm chặt tay và chân của tôi, ấn tôi xuống đất và đạp vào đầu tôi. Cứ thế tiếp tục sóc điện, đến khi nào hết pin thì thôi. Trong khi tra tấn, viên cảnh sát thậm chí còn cười to. Gương mặt hắn ta nhăn lại với điệu cười đáng sợ. Hắn thậm chí còn nói giá mà tôi là phụ nữ thì hay biết mấy, họ sẽ dùng cách khác để xử lý tôi. Tra tấn như thế vẫn chưa thỏa mãn được họ. Dùi cui sóc điện nhanh chóng bị hết pin. Họ đem ra mấy sợi dây điện, nói thẳng vào những dùi cui này trực tiếp với nguồn điện 220V và tiếp tục sạc pin. Họ quyết định sử dụng thêm nhiều cách thức dã man khác để đánh đập tôi. Chúng cởi áo sơ mi của tôi để người ta không thấy được quần áo tôi đẫm máu. Hắn lấy 2 điện cực của dùi cui, bởi vì điện cực này rất mạnh. Hắn đâm cả 2 cái vào lưng tôi và sau đó sốc điện. Vì thế khắp lưng tôi toàn là máu và những vết đen do cháy điện. Gần 1 năm sau đó, khi tôi bị giam thì cái gọi là nhà tù chuyên để giam học viên Pháp Luân Công, người ta vẫn có thể thấy vết tích trên lưng của tôi. Họ tùy tiện đánh anh bằng những cây dùi cui sao? Trong suốt 10 tiếng đồng hồ, từ đầu đến cổ của tôi, cho đến các ngón tay, có lẽ là mỗi centimet trên da, từ đầu đến chân không chỗ nào không bị sốc điện. Rất đau đớn và dài vô cùng tận. Suốt lúc đó, tôi bị kẹp chặt xuống đất không nhúc nhích được. Tôi đã phải chịu đựng cú sốc điện kéo dài một thời gian lâu. Nó hoàn toàn khác với cú sốc mà bạn gặp khi vô tình chạm vào phích cắm 220V bị giật điện nảy mình. So với giật điện bình thường thì cái đau đớn hoàn toàn không cùng cấp độ, bởi vì điện thế là hơn 100.000V hoặc cao hơn. Sự đau đớn và thống chịu của nó là những tiếng la hét không kìm lại được và liên tục vã mồ hôi. 10 tiếng sau, khi toát mồ hôi nhiều quá, tôi đã ngã quỵ. Kết quả là tôi không thể nhúc nhích được, hệt như bị hôn mê và bất tỉnh, chỉ co giật. Cảm giác của tôi lúc đó lờ mờ, chỉ còn lại cơn đau. Nhưng cái đau đó không giống như lúc đầu. Sự sốc giật của dùi cui điện làm người ta gào thét cho đến khi không còn sức để gào nữa. Chỉ có cơ thể bị điện giật thì cứ co giật, là vậy đấy. Sau đó tôi biết là tên cầm đầu phát hiện ra tôi đang sắp chết hoặc gần như bất tỉnh. Vì vậy hắn nói, đưa cho nó ít nước, cho nó nghỉ chút đi. Điều đó cho thấy rằng hắn cảm thấy tôi đang có nguy cơ tử vong. Lúc đó tôi chạm tới điểm mong manh sinh tử. Tôi cảm giác mình đang đến cùng đường sự sống. Cứ như thế cả đêm. Đúng vậy, nó kéo dài từ 6 giờ tối cho đến rạng sáng hôm sau, khoảng 5 giờ sáng. 9 đến 10 tiếng đồng hồ. Sau đó thì sao? Họ đưa tôi trở lại phòng giam đơn, được dùng cho đặc giam học viên Pháp Luân Công. Đây là một nơi cực kỳ đặc thù. Đó là tòa nhà nhiều tầng. Tôi sau đó bị giam vào góc tầng 1. Mỗi học viên Pháp Luân Công bị nhốt trong một phòng. Anh bị nhốt riêng một phòng. Vâng, ai cũng thế. Phòng đó ra sao? Đèn trong phòng bật sáng, vì tất cả cửa sổ đều bịt kín lại, nên nó tối hơn và âm u hơn. Thắp sáng là một ngọn đèn leo lét. Có một màn hình trên tường,
Nhưng ở trên tường, trong khung cảnh tối tăm, có một màn hình ẩn dấu rất chìm, gọi là màn hình mở, màn hình bí mật khác. Vậy à, có một cửa sổ nhỏ xíu trên cửa sổ. Qua đó, cảnh sát có vũ trang bên ngoài, sử dụng dùi cui điện quan sát. Tường được bao lại hết, lý do là để ngăn cản người bị giam đập đầu vào tường, có thể có tác dụng hấp thụ âm thanh. Chất liệu là gì vậy? Chất liệu mềm dính lên tường. Họ nghĩ những người đang bị đau đớn dày vò sẽ bị điên loạn và tự đập mình vào tường, vân vân. Chúng dùng biện pháp đối phó để lắp đặt tất cả các loại màn hình. À, có một cửa sổ nhỏ trên cửa ra vào. Ba cảnh sát có vũ trang thay phiên nhau giám sát chúng tôi. Mỗi người làm nhiệm vụ trong 8 tiếng, tổng cộng là 24 tiếng. Tay cầm dùi cui điện, họ không cho chúng tôi làm gì cả. Khi tôi đẩy kính của mình, họ đẩy cửa vào để đánh tôi vì đã không xin phép trước. Kể cả có xin phép thì tôi cũng không được phép. Nếu bạn xin đi vệ sinh, hầu như là không được, hoặc họ sẽ đưa đi một hoặc hai tiếng sau đó. Họ làm bạn bị hành hạ và chịu đựng có chủ ý, ép ngồi xuống rất hung bạo. Cái nệm chỉ cao ngần này, khoảng 10 cm, khá là cứng. Chúng ép bạn ngồi thẳng đứng, tay phải đặt trên đùi. Đau vì ghế rất thấp, rất đau đớn nếu ngồi lâu. Bạn phải ngồi thẳng, không được nhúc nhích. Nếu bạn muốn nhúc nhích, duỗi hoặc thư giãn mà không báo, họ sẽ vào đánh bạn. Dưới hoàn cảnh đó, tôi đã phải chịu đựng nửa năm trời. Đó là kiểu tra tấn tinh thần tàn ác. Nhiều người đã bị mất trí và phát điên. Theo những gì tôi biết, rất nhiều người chân chính ở Trung Quốc đang phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng như vậy. Nhiều người bị chứng không nói được và mất khả năng ngôn ngữ thông thường. Sau đó họ xử tôi cùng cách như vậy. Không ai nói chuyện với tôi. Tôi không được phép đọc sách hay giao tiếp với ai. Thậm chí không có cảm xúc hay biểu đạt ngôn ngữ gì. Tôi hoàn toàn bị cô lập như vậy trong nửa năm. Khi ăn, họ ném thức ăn vào phòng. Khi bạn được phép ăn, hắn chỉ nhìn mà không nói lời nào. Họ không cho ai nói chuyện với tôi. Thậm chí cảnh sát có vũ trang sẽ bị khiển trách bởi Cục An ninh Quốc gia hoặc phòng 610. Họ làm vậy với mục đích gì? Họ cố hủy hoại ý chí của bạn bằng cách làm loạn trí óc. Có một lần tôi nghe họ nói, làm sao để đối phó với tôi? Họ nhắc tới liệu pháp sốc. Tôi biết đây là liệu pháp điều trị bệnh tâm thần. Mục đích là gây suy sụp tinh thần. Hoàn toàn suy sụp để bạn có thể làm bất cứ gì họ muốn. Người đó sẽ mất chủ nhận thức, không còn tư duy. Ý anh là thông qua việc cô lập, đúng, nó làm người ta mất chức năng ngôn ngữ. Có một đoạn thời gian, tôi ngồi đó sau khi sáng thức dậy, thì tôi nghĩ ra điều gì đó và tạo ra sự đối đáp lại. Có cảm giác như một vài phút đã trôi qua. Thực tế là thời gian không ngắn, nhưng tư duy của tôi trở nên chậm lại. Tôi cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, vì họ không cho bạn biết về thời gian và ngày tháng. Vì vậy, bạn bị rối loạn trí não, thậm chí đồng hồ sinh học cũng rối loạn. Tôi nghe thấy cảnh sát có vũ trang khi họ đổi ca, thỉnh thoảng họ nói chuyện. Khi một hoặc hai từ bay đến tai tôi, tiếng nói đến từ bên ngoài cửa có vẻ rất chậm, nhưng đối với màng nhĩ của tôi thì nghe như sấm vậy, còn tim tôi thì đập loạn. Tôi nghĩ đây là hệ quả mà họ muốn. Họ hy vọng rằng dưới áp lực như vậy, trong đoạn thời gian khổ ải của tôi, khi họ bất thình lình cất tiếng, áp lực tôi cảm thấy sẽ cực lớn. Ý anh là nửa năm tạm giam trong phòng giam đơn. Nửa năm. Sau đó họ chuyển tôi tới một nơi gọi là trung tâm tạm giam. Người ta nói rằng không hình phạt nào đáng sợ hơn là sự cô đơn. Cô đơn không chịu nổi, đủ có thể phá hủy ý chí con người. Thế nhưng Vương Vân Ngọc với tính tâm của mình, Vương Vân Ngọc vẫn đứng kiên cường. Trung tâm tạm giam là nơi thế nào? Trong tình huống nào mà họ chuyển người tới đó? Khi một người đã được xác định là đối tượng tình nghi, anh ta có thể là một tội phạm, nhưng đây vẫn chưa xác định rõ. Do vậy yêu cầu Cục An ninh và Viện Kiểm sát điều tra. Trong giai đoạn này, trước khi kết án chính thức tại phiên tòa, thì người đó sẽ bị điều đến trung tâm tạm giam. Đây là quy trình chung. Dĩ nhiên sự bức hại những học viên Pháp Luân Công là vô lý. Nhưng chúng tôi vẫn bị nhét vào trung tâm tạm giam.
họ cũng muốn che đậy dưới cái tên là thủ tục tư pháp. Thực tế là bao nhiêu năm cho cái án đó đã được quyết định bởi phòng 610 phía sau lưng. Thực ra, tòa án và thẩm phán không có quyền. Từ trường hợp của tôi, có thể thấy việc kết án được quyết bởi cấp cao hơn, chứ không phải như thông báo chính thức. Vậy có thể nói anh là nhân chứng. Đúng vậy, anh bị giữ tại trung tâm tạm giam phải không? Đúng, ở đó, quanh tôi là những tội phạm khét tiếng, những học viên Pháp Luân Công thường bị giam trong trung tâm tạm giam cộng đồng. Đó là nơi rất khốc liệt. Nhiều tù nhân đã chết ở đó. Đây là nơi họ bị giam. Khi tôi bị giam ở đó, thì Cục Văn phòng An ninh Bắc Kinh đang sửa chữa. Vì vậy họ chuyển tôi tạm thời đến trung tâm tạm giam Phong Đại. Đó là trung tâm tạm giam rất lớn, giam giữ một lượng lớn tù nhân. Dĩ nhiên điều kiện ở đó rất tồi tệ. Thức ăn cũng rất kinh khủng. Khi tôi ở đó thì thức ăn thường là bánh ngô, có cả cát ở trong, thế nên rất khó nhai. Thỉnh thoảng chúng tôi được ăn rau quả, khoai tây sắc thành miếng, bỏ vô nước, với một ít nước tương, rất mặn. Thực ra là chỉ có nước và nước tương, với một vài cọng rau củ bên trong. Hơn 30 người chỉ có ít ỏi từng đó đồ ăn mà lại thiếu chất như thế. Chị sẽ thấy có rất nhiều người sụt cân nhanh chóng. Điều đó cho thấy điều kiện sống rất tồi tệ. Hầu như không có gì cả. Không có. Trong trung tâm tạm giam, các tù nhân tra tấn lẫn nhau hoặc được dùng để đánh đập các học viên Pháp Luân Công. Họ không cho chúng tôi luyện tập. Vào mùa đông, họ đổ nước lạnh lên những học viên Pháp Luân Công. Là thật, cá nhân tôi đã trải qua rồi. Anh bị kết án 8 năm trong tù. Nó xảy ra sau đó hay sao? Đúng vậy, một lần nữa tôi bị chuyển từ trung tâm tạm giam Phong Đài đến trung tâm tạm giam Triều Dương. Kể từ lúc đó, tôi vẫn còn đợi kết án của họ. Trong thời gian đó, lương tâm họ đầy tội lỗi. Sau đó cha mẹ tôi ở Sơn Đông vừa được tin tôi ở trung tâm tạm giam. Trước đó tôi bị giữ ở trung tâm giáo dục pháp luật. Họ không có thông tin nào, họ nghĩ rằng con trai họ chỉ mất tích. Nghe được nơi ở cuối cùng của tôi, họ mới biết về việc tôi bị kết án. Là cha mẹ, dĩ nhiên, theo luật thì họ có quyền nghe kết án. Khi nghe tin cha mẹ tôi sẽ tham dự, họ tạm thời thay đổi địa điểm xử án. Vì thế cha mẹ tôi đã lặn lội đường xa ngàn dặm, lại bị tước đi cơ hội tham gia cái gọi là buổi xử án. Vì vậy việc kết án thực ra là một dạng mang tính chất bí mật. Họ ép anh vào tội danh gì? Đó là việc cáo buộc kỳ quặc tội, phạm tội phá hoại thực thi pháp luật. Nghĩa là tôi phá hoại thi hành pháp luật của họ. Lúc đó, lý lẽ của họ là tôi đã viết những bài báo về đối xử bất công đối với những học viên Pháp Luân Công, là sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa, và đăng lên trang web Minh Huệ. Những gì tôi nói chỉ là sự thật. Những gì tôi làm là báo cáo khách quan về các học viên Pháp Luân Công. Họ cũng là sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa. Họ bị đối xử bất công. Tìm kiếm sự thật dựa trên thực tế và viết bài đăng lên trang Minh Huệ. Tôi nghĩ tôi không có tội gì cả. Đây là miêu tả thực trạng. Chúng tôi bị đối xử bất công và là hợp lý khi làm rõ sự thật. Chúng tôi có thể báo cáo vấn đề và không có tội nào ở đây cả, ngoại trừ những gì họ làm với chúng tôi. Sử dụng lời cáo buộc sai lệch, họ đã bắt giam tôi. Khi đang đi trên đường, tôi đột ngột bị mấy gã đàn ông mặc thường phục đánh gục xuống đất. Điện thoại và kính của tôi bị đánh bay đi. Họ đạp lên đầu tôi. Mọi người đến hỏi họ, các anh là cướp đường à? Chẳng phải giống như tấn công đường chợ hay sao? Bằng chứng các anh có là gì? Các anh không khai à? Các anh từ cơ quan thực thi pháp luật nào? Đó là bất hợp pháp khi xử người ta đang đi bộ trên đường như vậy. Nghe xong, họ chỉ vào mặt tôi. Vẫn còn nằm dưới đất. Hắn là quân ăn trộm. Sao mà tôi thừa nhận được? Tôi nói to, họ bắt tôi vì tôi là học viên Pháp Luân Công. Tôi không phải ăn trộm. Họ rất tức giận khi nghe vậy. Họ bịt miệng tôi lại, nhanh chóng tống tôi lên xe và lái đi ngay lập tức. Họ nói tôi sẽ bị kết án nghiêm trọng vì tôi nói với công chúng mình là học viên Pháp Luân Công. Họ nói tôi là trộm và tôi sẽ phải chịu cáo buộc bất hợp lý. Sự dối trá của họ bị vạch trần, họ bị lộ cái xấu. Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là cả quy trình gọi là thu thập chứng cứ chỉ toàn là tra tấn dã man và ngược đãi tâm lý.
Tôi đã kể về quá trình tra tấn tinh thần. Vì vậy cái gọi là lời khai chính là ép cung, buộc bạn phải thừa nhận rằng bạn vi phạm luật. Thực tế là chẳng có lời khai nào. Trên thực tế bạn vô tội. Họ dùng quá trình thu thập chứng cứ là tra tấn để cáo buộc rằng bạn làm việc sai trái, rằng bạn xấu, không cần lý do nào hết. Đây là lý lẽ của họ. Thứ ba là trong quá trình kết án, không cho phép phản biện pháp lý hay gia đình tham gia vào việc xét xử. Đó là quy trình bất hợp pháp từ đầu chí cuối. Nhưng họ cáo buộc bạn với tội danh phá hoại thực thi pháp luật. Đó là trò hề lớn nhất thế giới. Vô lý hơn nữa đó là khi kết án thì tôi đã chịu án 8 năm trong tù rồi. Rõ ràng tôi đã thấy các luật sư trong tòa bị kinh ngạc đến há cả miệng, cho rằng việc này thật quá vô lý. Họ đang làm cái gì vậy? Anh này chỉ viết vài mục báo thôi mà lại nhận án 8 năm. Anh ấy chỉ kể lại những tổn hại của cá nhân. Nhiều người há hốc mồm. Tôi thấy vậy. Khi tôi quay lại xem kết quả của việc kết án, tôi phát hiện ra những gì họ nói là có nhiều bài báo là do tôi viết. Một bài được đăng trên Minh Huệ. Sau khi chúng tôi bị bắt, có cả ngày đăng trên đó. Nếu như chúng tôi bị bắt trước đó, thì sao có thể đăng bài được chứ? Vì vậy, chứng cứ và lời khai hoàn toàn là giả. Không có nguyên nhân, không có lời thú tội. Họ làm giả những điều này. Anh có kháng cáo không? Tôi đã kháng cáo, tôi làm bản kiến nghị. Nói rằng bởi vì các anh nói, chúng tôi đăng những bài báo. Vậy một bài đã đăng, chỉ sau khi chúng tôi bị bắt, phải chăng là anh đăng cho chúng tôi? Chỉ có một khả năng ấy mà thôi. Nội dung là gì vậy? Là vạch trần bức hại, học viên Pháp Luân Công. Nhưng họ cảm thấy rằng nó liên quan tới trường Đại học Thanh Hoa. Vậy hẳn là do chúng tôi viết. Vì thế họ ghim vào chúng tôi. Nhưng lúc đó, chúng tôi đã bị bắt và bị họ kiểm soát. Họ chẳng thể tự bào chữa cho mình. Vậy họ giải quyết vấn đề này ra sao? Chỉ không thể tưởng tượng được thủ đoạn của họ đâu. Họ cử một nhân viên rất trẻ, nhân viên tòa án thực hiện ghi chép trong tòa. Cô ấy cỡ đôi mươi, khoảng 21 hay 22 tuổi. Đối với người như thế, tôi đã không đề phòng. Cô ấy đến nơi tôi bị giam, ở đó có cổng sắt to. Ở phía ngoài cổng, cô ấy bắt đầu hỏi, hãy để tôi xem phán quyết của anh. Tôi thấy rằng là nhân viên tòa và là người đã gửi tôi phán quyết. Cô ấy đương nhiên có quyền giúp tôi kiểm tra phán quyết, không nghi ngờ gì. Tôi đưa nó cho cô ấy và hỏi vấn đề là gì. Thế là cô ấy giật lấy nó và mang đi mất ngay lập tức. Đứng sau cửa sắt khóa, tôi không thể ngăn cô ta được. Cô ta lấy nó đi và đưa tôi cái khác. Cô ta nói, chúng tôi đã sửa lại. Căn cứ của việc kháng cáo của anh, chúng tôi đã thay đổi nó cho anh. Ngoài ra, chứng cứ liên quan đến vụ này để trong hồ sơ của anh đã bị hủy. Chứng cứ đã bị hủy. Tôi đã hủy chứng cứ. Tôi nghe vậy, tôi rất tức giận. Tôi hỏi, cô có phải là người thực thi pháp luật không vậy? Cô vi phạm luật trong khi làm nhiệm vụ thực thi pháp luật ư? Tôi nghĩ rằng cô gái trẻ này hoàn toàn không nhận thức được những hậu quả cho việc vi phạm luật như vậy. Không thấy hổ thẹn, cô ấy hoan hỷ bỏ đi. Cô gái trẻ này dĩ nhiên trưởng thành từ thơ ấu. Tôi tin trái tim cô lẽ ra phải lương thiện. Tại sao cô ấy lại chọn nghề luật? Có thể cô hy vọng rằng sẽ cống hiến cho việc thực thi pháp luật. Vậy tại sao giờ đây cô lại trở thành loại người như thế? Chỉ có một lời đáp. Đó là lãnh đạo của cô. Những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những người đầy quyền lực này ở trong bộ máy tư pháp. Sai cô ấy làm. Ra lệnh cô ấy làm vậy. Họ đã làm hư hỏng con trẻ và biến đổi đến mức hổ thẹn. Anh có kháng cáo không? Tôi chắc chắn là muốn kháng cáo. Nhưng tôi biết rằng với hệ thống như thế, không công lý, không luật lệ, được kiểm soát bởi hệ thống chính trị và pháp luật, thì tôi không có quyền được lên tiếng. Tôi không có quyền xem xét vấn đề. Tôi phải kháng cáo để nói cho họ biết là họ sai. Đối mặt với việc kết án tại tòa, Vương Vân Ngọc đệ trình kháng cáo và chứng cứ. Vậy còn 8 năm sống trong tù thì sao? Hãy đón xem tập tiếp theo nhé.